Xin kính chào quý vị. Hiện tại mình đang có xã Nghĩa Tứ của huyện Tam Bình. Thì hôm nay mình quay lại cập nhật cái tình hình vườn và cũng như là trái sầu riêng của vườn chú Nhất nha các bạn. Thì vườn này là hoàn toàn là đi theo cái quy trình ở bên mình các bạn, bên công ty Thông Hành Phát các bạn. Thì hiện tại là trái chú là được khoảng 75 tới 80 ngày các bạn. Thì đây là tình trạng trái hiện tại các bạn. Đây. Trái phát triển thì bình thường các bạn. Rồi. Đây mình cho các bạn xem cái dàn lá hiện tại nè. Này, cái dàn lá cây chú hiện tại. Tuyệt vời luôn. Dàn lá còn rất là khỏe. Mình đi qua mấy cây bên kia các bạn. Đây, trái. Dàn lá nè các bạn. Thấy vụ năm nay nó đạt hơn mấy vụ trước không chú? Trước đâu nó có được phân nửa này đâu à. Dạ. Trái này nó lạc, trái này nó nhiều hơn gấp 3-4 lần nữa chứ. Rồi, thì đây là những cái sản phẩm mà chú Nhất chú hay sử dụng trên cái vườn sầu riêng của mình, từ suốt từ lúc bông cho tới trái hiện tại là 75-80 ngày các bạn. Thì về đầu tiên là cái sản phẩm Mentus các bạn. Thì sản phẩm Mentus này thì chú sử dụng từ lúc là định kỳ các bạn, là từ lúc là cây chú còn tơ cho tới chú là rửa vườn trước khi làm bông, và sau đó là chú sử dụng phun để kéo cơ đọt trước sổ nhị, và một lần sử dụng nữa là chú phun kỳ tới giờ luôn, là chú phun trái lúc mà khoảng 55-60 ngày các bạn. Thì do chú là cây của chú là ghi 6 nên có thể kéo đọt sớm các bạn, khoảng 55-60 ngày thì chú kéo đọt trước thu hoạch, thì chú phun định kỳ luôn tới giờ các bạn. Thì cái dàn lá lúc nãy mình cũng có quay cho các bạn xem rồi đó, thì dàn lá khá là đẹp vì chú đã kéo được cơ đọt trước sổ nhị và kéo được cái đọt trong lúc trái từ 55 tới 60 ngày các bạn. Thì đây thì chú có thể là phun định kỳ cho tới luôn tới thu luôn các bạn. Thì chú có kết hợp thêm là cái TE nữa các bạn, để giúp là xanh lá dày lá hơn, mập đọt hơn. Còn đối với cái Mentus thì nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Thứ nhất là phòng cái nấm khuẩn, đặc biệt cái vi khuẩn các bạn. Cái thứ hai là nó sẽ phục hồi lại cây và kéo được cây đọt mới bóng lá các bạn. Rồi thì một cặp này ở ngoài lá thì các bạn cứ phun cái chai này thì Mentus thì phun 200 lít nước là được, mặc định của nó các bạn. Còn ngoài lá thì các bạn có thể sử dụng TE 200 hoặc là 400 cũng được các bạn. Rồi thì về trong bông trong trái thì đây là cái bộ sản phẩm mà chú Nhất sử dụng trong bông trong trái nhiều nhất các bạn. Thì mình sẽ nói về Semia. Thì Semia là cái sản phẩm, nó là phụ gia sinh học đặc biệt cộng với gốc kẽm các bạn. Thì nó sẽ giúp là phòng nấm, đặc biệt là cái nấm phòng trị nấm, đặc biệt là cái nấm bệnh tháng thư các bạn. Rửa bông, rửa trái, rửa bông rửa trái các bạn lúc khi mà mình bị mưa hoặc là bị sương gì đó, thì có thể phun rửa bông rửa trái các bạn. Các bạn phun định kỳ từ 5 cho tới 7 ngày một cử vẫn bình thường các bạn. Thì đối với phun vào trái thì sẽ giúp là phòng cái thúi hông các bạn. Thúi hông, phòng nấm bệnh, thúi hông thúi đất các bạn. Rồi, thì các bạn cứ phun định kỳ. Và các bạn kết hợp thêm TE các bạn. Thì kết hợp thêm TE nữa. Thì nó sẽ giúp là xanh gai và giúp trái phát triển đều, đồng đều các bạn. Thì cũng như tình trạng trái lúc nãy mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Thì đây các bạn, thì trong bông từ lúc sổ nhị cho tới tới trái hiện tại là chú sử dụng xuyên suốt cái bộ này luôn các bạn. Các bạn chỉ cần kết hợp thêm thuốc sâu, thuốc gầy, thuốc diệp sáp, bỏ chỉ thêm nữa là được. Còn ngoài ra không cần kết hợp gì thêm nữa hết. Nếu mà các bạn có thể là lâu lâu chúng ta thay cộng thêm amino vô cũng được.
Rồi thì bộ này sử dụng cho 200 lít nước các bạn. Và đặc biệt á là ba cái sản phẩm này á là những sản phẩm bên mình luôn chứ không riêng ba cái sản phẩm này các bạn. Thì đều cộng được hết tất cả các loại thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật các bạn. Không gây nóng, không gây đóng cục hoặc là khó phai các bạn. Rồi, thì bây giờ mình xin quay lại cái vườn của chú Nhất một lần nữa cho các bạn xem về tình trạng trái hiện tại nha. Hiện tại mình đang đứng dưới một cái cây là trong vườn của chú luôn các bạn. Này, tình trạng trái đây. Trái rất là đẹp các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn, xin các bạn chào các bạn ha.